Sau đây là kết quả xổ số Cà Mau thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 0. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 0, 4. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8952, 4404, 4843. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3472. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 52325, 95022, 27874, 21815, 41239, 62241, 10592. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 92569, 37033. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 41075. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86198. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 770214. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 770214.